Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Người đàn ông hạnh phúc nhất. Đức vua của một vương quốc nọ mắc phải một căn bệnh lạ mà không ai trong số các danh y trong hoàng cung có thể chữa trị được. Cuối cùng, một vị hiền triết được mời đến. Thưa ngài, ta chưa muốn chết. Ta muốn nhờ trí khôn ngoan và khả năng thần thánh của ngài giúp ta khỏi bệnh. Ngài đồng ý giúp ta chứ? Điều đó không khó, thưa bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ mặc chiếc áo của người đàn ông hạnh phúc nhất vương quốc đầy vào thì người sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Vấn đề là bệ hạ phải tìm cho được người đàn ông đó. Hãy làm theo lời dạy của vị hiền triết. Hãy đi tìm cho ta chiếc áo của người đàn ông hạnh phúc nhất vương quốc. Nè, hãy chỉ cho chúng tôi biết ở đây ai là người đàn ông hạnh phúc nhất. Chúng tôi không biết đâu. Các cậu thử lại hỏi lão thầy bói mù đằng kia coi. Người các cậu tìm đang sống ở một ngôi làng hẻo lánh. Nào, chúng ta đi thôi. Cuối cùng, sau nhiều ngày trèo đèo lội sông, họ cũng tìm được người đàn ông đó. Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là người hạnh phúc nhất trong vương quốc chúng ta rồi. Dạ thưa bệ hạ, người đàn ông hạnh phúc nhất vương quốc không có chiếc áo nào cả ạ. Thế nên... Đúng thế thưa bệ hạ, của cải không làm nên hạnh phúc. Càng thu vén nhiều của cải, chúng ta càng gặp nhiều điều phiền toái. Hạnh phúc đôi khi cũng không phải là thứ gì đó quá xa vời. Đôi khi chúng hiện hữu ngay trước mắt mà nhiều người vô tình bỏ lỡ.